Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Anh LDA. Thì các bạn, như anh em đã thấy, mình đã chia sẻ rất là nhiều về một cái dự án non-pool mà chúng ta đã biết. Đó là cái dự án đến từ nền tảng Binance. Và anh em, hẳn anh em vẫn còn nhớ một cái dự án mình mới chia sẻ gần đây. Thực ra thì hôm nay đã bắt đầu chương trình non-pool rồi. Nhưng mà thực sự với anh em thì ở bên Công giáo mình đang vào tuần lễ Phục sinh. Thế ra không phải lấy lý do Công giáo để mình nói, nhưng mà đúng là thực sự mình đang rất là bận trong giai đoạn này, nên là chia sẻ hơi muộn một chút với anh em. Nhưng mà trước đó thì dù sao mình cũng đã chia sẻ với anh em về bài đăng, về sự kiện. Và ngoài ra thì trước đó chúng ta cũng đã tham gia vào những cái đợt retroactive rất là lớn với Ethena, và hy vọng và tin rằng dự án đó sẽ đem lại tiền cho nhiều anh em. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Binance với một chút giới thiệu về dự án Ethena. Sau đây anh em một chút về tiếng Anh, nhìn nó hơi vấp một tí, không chuẩn, phát âm không chuẩn. Thì chính xác dự án đọc là Ethena. Thì đối với dự án Ethena thì tên mã là ELA. Và đây là một cái dự án mà chúng ta thấy được là dự án non-pool rất là nổi bật. Và trước đó thì chúng ta cùng nhau tham gia vào retroactive của dự án này. Và dự kiến con này sẽ nít sàn giá khá tốt, bởi vì chúng ta nhìn vào một cái điều ở trên cái dự án này. Đó là dự án này trend staking. Và trước cái dự án này thì chúng ta có một cái hình mẫu, đó là dự án ETHFi. Đây cũng là một dự án trend staking rất là nổi bật, và rất nhiều anh em ở trên kênh chúng ta cũng đã cùng nhau tham gia vào cái dự án này trước đó. Và đây cũng là một cái cơ sở để chúng ta có thể là hy vọng vào tương lai của cái dự án mà chúng ta tham gia, đó là cái dự án Ethena này. Và cái dự án ETHFi thì hiện tại đang có giá là 6,5 đô. Chúng ta có những thời điểm mà dự án vượt lên tới mức độ là giá ATH là 8,66 đô. Đây là một cái điều mà rất là bất ngờ, và chúng ta thấy là hầu hết những cái giá ở trên Binance thì đều có tăng trưởng rất là tốt. Sau khi nít non-pool thì thời điểm nít thì ATH chỉ có độ khoảng hơn 5 đô thôi, và khi nít, sau khi nít thì bay lên ATH mới là 8,66 đô. Và nếu như sau này trend staking còn hot và thậm chí hot hơn thì ATH có thể chưa dừng lại đây với ETHFi. Và đây cũng là một cái cơ sở mà chúng ta đối quy chiếu với dự án Ethena và Ethena, và chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về dự án này. Trước tiên là mình có dữ liệu về Binance Research có chia sẻ với anh em vào ngày 29 tháng 5 thì bên phía Binance đã có một cái bài đăng nói về dự án này rất là sâu và rất là kỹ. Dự án này thì có tổng cung cho đến thời gian là 29 tháng 3 thì có tổng cung là 15 tỷ token. Con số này thì mình phải nói với anh em là nếu mà so sánh với ETHFi thì con số này lớn hơn rất nhiều. Và nếu anh em bảo là dự án này sẽ phát retro ít hơn, nhưng mình nói với anh em là chưa chắc ít hơn, nhưng mà vấn đề ở đây thì tổng cung nó nhiều hơn, và chắc chắn là cái giá thì không thể nào mà có cái giá hiện chỉ số giống như kiểu là dự án ETHFi đâu. Nên là nhắc luôn cho anh em, chúng ta sau này chúng ta đánh giá nó chuẩn. Thì với cái dự án này, tổng cung của ETHFi thì nó là 6,5 tỷ. Đấy, và tổng cung tối đa, sorry anh em, tổng cung tối đa của nó là 1 tỷ vốn hóa, hiện tại là 6,5 tỷ đúng không? Và đây tổng cung tối đa là 1 tỷ. Thì ở đây anh em đối quy chiếu với dự án Ethena thì nói luôn anh em, dự án trước hot, dự án này chưa chắc là kéo. Đấy. Thì đối với cái dự án này ấy, thì tổng cung 15 thì mình sẽ tính nửa giá của cái con ETHFi thôi. Đấy. Đây là đang định giá hộ anh em nhé. Chỗ này là 15 tỷ đúng không? Còn cái gọi vốn không cần quan tâm luôn, mình tính sớm luôn cho anh em này. 15 tỷ mà nhân với 0,5 này thì sẽ là 7,5, thì con này mình định giá nó tầm 0,3. Đấy, 0,3 thì cap là 4,5 tỷ, thì hơi nạch như một tí mức độ FOMO. Thì con này anh em chắc chúng ta định hình khoảng 0,3 thôi. Nhớ anh em sẽ nghĩ bảo là ETHFi bây giờ là 6,5 đô mà sao admin chỉ có định giá là 0,3 đô thôi. Bởi vì là ta nhìn thấy tổng cung lớn hơn rất nhiều. Tuần hoàn thì anh em thấy thôi, tuần hoàn thì ngang với tổng cung tối đa của con kia. Đấy, thế thì làm sao mà chúng ta có thể là định giá đúng bằng giá con kia được, đúng không ạ? Không có giá 6,5 đô đâu. Chúng ta phải hiểu bài toán về tuần hoàn. Đấy, tuần hoàn và tổng cung. Đó. Thế thì giá trị của nó thì mình cũng đã chia sẻ rất là rõ cho anh em. Đấy. Thì ở đây thì cái vấn đề của nó là vấn đề mở khóa, vấn đề cái lượng airdrop xả ban đầu. Nên chúng ta sẽ lấy cái giá 0,3, mình tạm gọi là giá thật của dự án Ethena nhé. Đấy, anh em chúng ta định hình. Đấy, nói luôn trong video mình chắc cũng cần phải đăng lại nữa đúng không? Đó. Thế thì dự án này thì vẫn là chạy ở trên hệ ERC20 giống như cái dự án ETHFi. Binance Non-Pow thì có sẽ chiếm 2% tổng cung. Đây con số lớn anh em, lớn nhưng mà nó nhỏ đâu. Bởi vì là tuần hoàn của nó là 9,5% tổng cung mà Binance đã nắm đến 2% rồi, đúng không ạ? Thì Non-Pow nó sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 anh em nhé. Đây là những cái map sơ bộ về cái dự án này. Thực ra thì mình cũng không hiểu rõ lắm, nhưng anh em chúng ta có thể là nếu biết chúng ta tìm hiểu, mà thực ra tìm hiểu nó cũng chả đầy nghĩa lý gì cả. Mình biết dự án này cũng như là cái dự án ETHFi nhé, đều là hai dự án staking vô cùng chất lượng. Đấy. Và tiềm năng của dự án staking anh em đừng nghĩ là chỉ có nít là xong. Bởi vì là sau khi nít thì dự án nó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Staking là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của mạng Ethereum thời điểm hiện tại. Bởi vì là chúng ta đã thấy là nó đã thay đổi cái phương thức đào coin. Đấy, phương thức từ đào coin mà sang đến phương thức staking để vận hành hệ thống. Tức là bây giờ mạng ETH thì không dùng máy đào nữa, mà thông qua những người đang staking ETH. Mỗi nốt sẽ chứa 32 ETH đúng không? Và thực ra bởi vì là chúng ta không thể đủ tiền để có 32 ETH để mua một lốt. Vì vậy nên là thời điểm này các bạn mới đi staking. Và cái việc chúng ta staking chính là giao ETH cho các dự án để nó đi staking ở lốt chính. Và lốt chính thì nó sẽ ăn phí, ăn các airdrop này nọ nó kia, ảnh hưởng đến hệ thống. Và những cái dự án như thế này thì nó đang gom tiền của toàn thế giới. Tức là chúng ta đang giao tài sản chúng ta cho nó để nó đi, nó staking cho chúng ta. Và chắc chắn là nó vừa ăn phí chúng ta mà nó cũng vừa ăn được phần thưởng chúng ta, và nó trích ra một phần cho chúng ta. Vì chúng ta không có nhiều tài sản đúng không ạ? Và chắc chắn rồi nó sẽ hưởng lợi từ chính Vitalik. Đấy, chính Vitalik hay là chính Ethereum Founder. Đấy, chứ là cái đội ngũ của Ethereum sẽ hỗ trợ trực tiếp dự án này luôn, kiểu này, kiểu như vậy đó. Thế thì nó rất là lợi. Bởi vì riêng việc nắm giữ tài sản nó chả cần staking ở trong các lốt thì nó đã ăn đủ rồi. Đấy, chúng ta nó có thể staking bất kỳ ở đâu. Hay là nó có thể cho vay đúng không? Nó có thể cho vay vì chúng ta đang staking mà, nó dùng tiền chúng ta thoải mái, nó cho vay làm gì tùy nó đúng không? Đấy, thế thì những cái dự án này lợi nhuận rất là lớn. Và mình phải nói với anh em là nó chưa dừng lại tại đây, những cái dự án này nó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Chừng nào mà ETH vẫn còn staking thì những cái dự án như thế này vẫn còn. Đấy. Tuy nhiên là cái hình thức staking DeFi nó luôn kèm rủi ro. Dự án có thể bùng bất kỳ lúc nào, dự án cũng có thể bị hacker tấn công bất kỳ lúc nào. Và nếu như dự án không có ví lóng, ví lạnh phân biệt rõ ràng và số lượng lớn, số lượng nhỏ ấy, thì chắc chắn một ngày nào đấy thì dự án cũng không thể tồn tại được. Đấy, và chưa kể là những cái diễn biến của crypto hay bất kỳ thị trường tài chính nào chúng ta không thể đoán trước. Đấy. Và đây là những cái phân bổ. Thực ra thì mình thấy có một cái điều rất là tuyệt vời cái dự án này. Anh em có nhận ra một vấn đề là dự án này cực kỳ hot. Dự án này cực kỳ hot luôn. Và với việc là chỉ có 9,5% tổng cung ấy, lưu hành ở thời điểm nít ấy, thì nó con số không lớn. Người ta biết rằng vượt những cái dự án trên Binance thì thông thường là sẽ là từ 15 đến 20% tổng cung. Thế thì cái câu chuyện ở đây mình nói giá 0,3 đô để định giá chuẩn của dự án thì mình vẫn giữ. Nhưng mà dự án này có thể có những cái mức độ FOMO mà mình không lường được. Bởi vì là cái tổng cung lưu hành, cái tổng lưu hành của nó không nhiều. Đấy. Anh em nghĩ là 9,5% là nhiều, nhưng mình thấy là nó không nhiều. Đúng không ạ? Nhìn thấy con số 1 tỷ 425 thì rất nhiều. Nhưng mà nếu như anh em hiểu ra thì không nhiều. Và mình rất thích cái dự án ETHFi này, dự án Ethena này luôn. Thật sự rất thích dự án này. Bởi vì là các cái chính sách nó rất là ổn. Và các cái pool staking thì mình cảm thấy rất là hay. Đấy, ngoài ra thì anh em rất là thích cái Sa, đúng không? Anh em biết là Sa thì đã bán ở trên cả chợ đen rồi. Đấy, thế thì quá tuyệt vời. Bởi vì là cái chính là cái Sa nó rất ảo. Anh em có thể không nhận được nhiều token nhưng nhìn vào Sa đã mắt rồi. Và đây là cái cách làm việc của rất nhiều các cái dự án. Đó. Ok, và chúng ta cũng đã xem về các cái dữ liệu ở Binance Research. Còn đây thì mình sẽ cho anh em dữ liệu gọi vốn. Dữ liệu gọi vốn thì Binance Research hình như cũng có, đúng không? Phía dưới này hình như là có này. Đây. Đây là cái lộ trình. Thì anh em để thấy cái lộ trình là token non này, listing này. Rồi sau này các cái quỹ DAO hoạt động này. Bắt đầu cái mùa Season 2, tức là hình như là Restricted. Rồi còn nó còn hỗ trợ cả mạng Solana nữa này anh em này. Chưa dừng lại tại đâu, bọn này kinh lắm. Hỗ trợ các tài sản mạng Solana đây, thấy chưa? Solana tài khoản thế thấp. Dự án này nếu mà hold được nhá, nếu mà đáy hold được đấy. Rồi, Và đây chương trình session 2, có nghĩa là khả năng là chúng ta tiếp tục staking thôi. Tiếp tục staking cứ để đấy thôi. Đấy, cứ đâu làm im đấy ăn thì chơi tích rồi, cái số tiền mà đã staking thì vẫn ném vào đấy thôi, đúng không ạ? Chứ còn anh em rút ra cũng không phải hợp lý thế nào, lúc không có tiền này ấy vào, đúng không? Còn chưa kể rút ra mất phí nữa, đúng không? Đấy, thế thì anh em biết được cái bài toán như vậy. Không có thông tin gọi vốn đâu. Lần này bên Research hơi thiếu. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là thông tin gọi vốn thì chắc chắn là có Binance Synapse rồi. Bởi vì là anh em biết là cái thông tin cụ thể rồi. Và tổng gọi vốn là 20,5 triệu. Rồi, ok, đây là cái dữ liệu unlock. Ở đây thì chúng ta có rất nhiều các quỹ tier 1. Rất nhiều quỹ tier 1 và trong đó thì có Binance Synapse đã là bảng quá lớn rồi. Ngoài ra thì chúng ta có The Anh Goldfinch. Đấy. Rồi đây chúng ta có The Anh Goldfinch, Binance Synapse, DeFi Digital, rồi các cái quỹ lớp này 2 rồi này, sorry anh em, tier 2 và tier 3. Đấy. Chỉ sợ một dự án mà không có một cái tier 1, rồi thậm chí không có tier 2, không có một quỹ nào đảm bảo, không có bảo hiểm, đúng không ạ? Một dự án mà không có bảo hiểm thì không kéo được giá, chứ còn dự án mà đã có đến 3 quỹ tier 1 đảm bảo rồi thì anh em biết rồi, nhất là có Binance Synapse và lên LaunchPool nữa. Rồi mình nói luôn anh em là còn lên LaunchPool ở một sàn khác nữa và mình cũng sẽ giới thiệu. Đấy. Thì anh em biết là nó mức độ nào. Đây anh em nhìn thấy Miranda chưa? Biết Miranda của ai chưa? Đấy. Và có Binance Synapse. Đấy, anh em hiểu một cái vấn đề rất là lớn. Và đây có Lancy. Lancy anh em biết là một cái nền tảng để check. Một nền tảng để check dự án gần giống như là cái nền tảng gì mà trước đó cũng LaunchPool ở bên non-pass ở bên Binance ấy. Và mình cũng ăn được retry tích và nhiều anh em trên kênh cũng ăn retry tích, rất đơn giản thôi, đăng ký quên ít, đúng không nhỉ? Không đấy, nên là những cái dự án này có research lại còn có cả mấy anh Maker Market MM đấy, Winter Muter rồi, tức là có cả OKS Venture đấy. Anh em thấy là 3 anh sàn lớn thì đóng góp cả đây rồi, một anh tiêu ăn bên ngoài, một anh tiêu ăn khác nữa. Ngoài ra thì có cả trang check, đúng không? Có cả anh Wintermute. Và ngoài ra thì mình nghe anh em nói là có cả rớt tin xoăn vào tranh Aerobe với anh em chúng ta. Đó, thế thì quá ngon, đúng không ạ? Một dự án bảo hiểm rất lớn. Đấy, đấy là một dự án mình nói luôn là bảo hiểm rất lớn. Chứ không phải là bảo hiểm đường khởm. Thì không đáng sợ. Đấy. Ok. Và ở đây thì chúng ta thấy... để mình xem nào. Ở đây có cả phần Twitter thì là bây giờ không cần quan tâm quá nhiều, mình research cho anh em research kỹ thôi để anh em ta an tâm ta chơi thôi. Đấy. Ở đây chúng ta thấy Twitter thì không nhiều lượt follow, phải thừa nhận với anh em. Đấy, 125 triệu một dự án ở non-power trên Binance là hơi ít. Chúng ta thấy có rất nhiều các cái tích xanh, tích vàng của những cái dự án follow và có cả dự án của các sàn và đặc biệt là các dự án liên quan đến Binance. Đấy, rất nhiều dự án có cả Seppo các thứ. Đấy, anh em thấy là cũng rất nhiều. Và những cái thông tin về phần listing, những thông tin list sàn thì cũng đang được cập nhật dần ở trên này. Đấy, dự án này thì quá chuẩn bài rồi. List sàn khi không có tiền, đúng không ạ? Vì chắc chắn là có quỹ đầu tư rồi, đúng không? Rồi lại thêm cái nữa là chạy MM khi không mất tiền. Đấy. Vì có những thỏa thuận với MM đầu tư Wintermute rồi check các thứ có khi không mất tiền. Chỉ có làm truyền thông thì mất tiền thôi, đúng không ạ? Ok, đấy thì quá là tuyệt vời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Binance. Và đây là cái giao diện LaunchPool. Nhưng trước đó thì mình sẽ giới thiệu anh em về chương trình LaunchPool của bên phía Binance. LaunchPool của Binance ngày hôm nay chúng ta sẽ có thời gian farming từ ngày 30 tháng 3 và kết thúc vào ngày 1 tháng 4. Ngày hôm nay 7 giờ sáng nó bắt đầu rồi. Ngày 1 tháng 4 giờ UTC, giờ Việt Nam là ngày 7 giờ ngày mùng 2 tháng 4 nhé, anh em lưu ý nhé. Đấy, có nói 1 tháng 4, 1 tháng 4 anh em gỡ luôn đấy. Rồi ở đây chúng ta thấy ở đây cái tổng phân phối thì bao giờ cũng vậy, mình nói với anh em, đó là bên BNB sẽ nhiều hơn so với bên FDUSD. Bởi vì là BNB thì Binance đang muốn thúc đẩy giá của BNB và hiện tại anh em thấy BNB đang giá là 600, đúng không ạ? Và thực ra giá BNB mùa này nhiều anh em dự đoán là không dừng lại tại đây. Điều quan trọng là cái vụ kiện cáo của Binance với SEC nó sẽ diễn biến như thế nào. Mà thực ra thì ở Binance thì CZ đã thoái toàn bộ các cái phần lãnh đạo chính ở bên phía Binance và đứng sau thôi. Nên là gần như là cũng không có vấn đề gì cả. Ngoài ra thì cũng đã tiền đền bù và đang bị giữ làm con tin tại Mỹ, đúng không ạ? Thế thì với vấn đề này thì BNB mình cũng khá là an tâm, và hiện nay thì bên Binance cũng được tạm coi là một dòng sàn rất an toàn. Và đây thì chúng ta thấy về cái phần reward mỗi ngày thì cũng vậy thôi, anh em có thể theo dõi. Và đây là con số rất cụ thể, thì mình khuyên anh em nếu mà chúng ta chơi lâu dài trên non-pow thì tốt nhất là dùng BNB. Nếu mà nhiều tiền, nếu không muốn chịu ảnh hưởng thua lỗ, nếu anh em muốn xoay vòng vốn thì anh em sử dụng FDUSD, nhưng không được nhiều. Đấy, bởi vì là FDUSD pool không lớn. Nhưng mà anh em có tiền thì anh em nên dùng BNB, và mình khuyên là phải có tới nhất 10.000 đô BNB thì hãy chơi non-pow. Đấy, chứ còn nếu ít hơn 10.000 đô BNB ấy, nghỉ luôn cho khỏe, vì không được nhiều lắm đâu. Đấy, bởi vì chơi cái này ở bên Binance nó khác rằng khác là phải có nhiều tiền. Đấy, anh em hình dung lại. Đó, bởi vì ở đây là toàn các đại gia công cá mập cá voi thôi. Đấy. Còn không thì mình cũng nói luôn anh em, chúng ta có thể chờ đợi và canh trade ở trên này. Canh trade ở Binance cũng rất là tuyệt vời. Những dàn non-pow là dàn rất an toàn, chúng ta canh bắt đáy. Đấy. Chứ không phải là anh em bạn nào cũng ấy hay là tính vào ăn cây đầu. Binance thường lít cây đầu là sẽ đẩy lên ATH nha, nói luôn cho anh em. Đấy. Thế thì còn đối với vấn đề staking thì anh em chỉ cần mua ở bên spot thôi, chúng ta ném vào pool staking, và đây thì có hai pool, đây mình sẽ dẫn. Có pool BNB pool và FDUSD pool, anh em chúng ta chọn pool nào phù hợp chúng ta chơi. Ở đây có nút stake, là vào stake, và khi anh em stake xong thì anh em có thể rút linh hoạt, anh em có thể rút bất kỳ lúc nào và phần thưởng từ lúc đó sẽ bị mất. Tính phần thưởng thì như là 1 tiếng một lần, và thời gian farming là 3 ngày. Phần thưởng của tôi ở đây các bạn có thể claim ở đây nhé, và khi nào mà nít thì người ta vào giao dịch thôi. Đấy. Thì thời gian nít sàn của cụ thể của Ethena thì thời gian nít sàn chính xác nó sẽ vào lúc 15 giờ. Đây là một cái múi giờ rất khác biệt so với những lần trước, 15 giờ ngày mùng 2 anh em nhé. Đấy. Những dự án trước thì anh ta thấy là thường sẽ nít vào cái múi giờ là 17 giờ. Hôm nay thì Binance lựa chọn một cái múi giờ nít sớm hơn. Để anh em chú ý thời gian nít sớm hơn mọi phiên non-pow. Nên anh em cẩn thận, không có là quên thời gian nít nhé. Thì các bạn cứ hẹn báo thức cho nó chắc. Đấy. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với non-pow của Binance, một dự án rất chất lượng, dự án Ethena. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.